Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn cơm rất là ngon, đó chính là trứng cút sốt chua ngọt. Nguyên liệu ở đây là mình có trứng cút, một vị trứng cút, ớt bột, ớt trái, hành lá, tương cà. Mình sẽ dùng thêm giấm nữa nha các bạn, để cho nó tạo thêm cái vị chua. Tỏi và hành tím. Đó, nguyên liệu để làm cái món trứng cút sốt chua ngọt này nó đơn giản, chỉ có những liệu đơn giản như thế này thôi. Thì bây giờ bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ đi luộc cái trứng cút này. Để luộc trứng cút thì các bạn cứ bắt lên một cái nồi nước đi. Mình không cần phải nấu cho nó sôi, để nước nó còn lạnh á, cho trứng cút vào rồi mình bật lửa lên mình nấu nha các bạn. Trứng cút thì mình nấu nó khoảng 10 phút ha. Từ lúc mà mình bật bếp á đến lúc mà nó sôi á, khoảng 10 phút là được. Nó cũng khá là nhanh chín. Cái phần tỏi và hành tím thì các bạn bóc vỏ rồi các bạn bầm nhỏ ra nha, bầm nhỏ ra như thế này, ớt cũng vậy luôn, bầm nhỏ ra luôn. Hành lá thì các bạn dùng 5-7 cây gì đó rồi các bạn cắt nhuyễn nhuyễn ra như thế này để chút nữa mình xào chung với lại trứng cút. Rồi bây giờ để làm cái sốt chua ngọt cho cái món trứng cút của mình thì bây giờ các bạn cho đây là khoảng 1 muỗng canh giấm. Giấm thì các bạn dùng giấm gạo hay là giấm ăn thường cũng được, giấm ở nhà nuôi cũng được. Cho vào đây một xíu bột ngọt, một chút xíu hạt nêm, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, một thìa cà phê ớt bột. Rồi đường thì các bạn cho tùy thích. Các bạn muốn ăn nó ngọt hơn nhiều á thì các bạn cho nhiều đường, còn không thì các bạn cho nó khoảng 2 muỗng cà phê đường ha. Rồi tương cà. Cái chai tương cà mà các bạn nào mà các bạn lần đầu mà các bạn xài không để ý á, thì nó hay có mấy cái nắp này lắm các bạn. Thường là trong chai tương nó hay có lắm. Vậy nè, cái nhiều khi mình vặn á, mình mở hoài mà sao thấy nó không có ra là do nó có cái nắp này nha. Khi các bạn khui các bạn nhớ mở cái nắp này ra. Mình cho nó khoảng 1 muỗng canh nha, 1 muỗng canh tương cà. Rồi ok, các bạn trộn đều cái phần này lên. Xong rồi các bạn nếm thử coi, nếm thử xem là nó có cái vị chua chua hoặc ngọt chưa. Nếu như mà thiếu chua thì mình thêm giấm, còn nếu như mà nó chưa được ngọt thì bỏ thêm đường. Thiếu một cái nguyên liệu cũng không thể nào rất là quan trọng, đó chính là nước mắm ha. Các bạn cho vào thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa. Sorry các bạn nha, chuẩn bị nguyên liệu mà bị thiếu. Rồi để cho cái phần sốt này chúng ta nó đậm đà. Rồi trứng cút sau khi luộc xong thì các bạn lột vỏ và các bạn để cho nó ráo nước rồi các bạn đem đi chiên. Chiên thì mình cho vào chảo ít dầu rồi mình đổ trứng cút vào ha. Chiên đến khi nào mà các bạn thấy trứng cút nó vàng á là ok nha. Khi chiên á thì các bạn để lửa nhỏ thôi, đừng để lửa lớn, nhiều khi nó bị khét mà nó chưa có kịp vàng nha các bạn. Để lửa nhỏ nhỏ rồi chúng ta chịu khó chúng ta đảo đều nó một xíu thì nó sẽ nhanh vàng ha. Sau khi mà chiên cái trứng cút xong á, thì các bạn vớt nó ra cái tô đi rồi mình để nó cho nó nguội nguội xíu. Rồi trong thời gian đó thì mình phi hành tím với lại tỏi nha các bạn. Phi cho nó vàng nó thơm lên rồi mình đổ cái chén nước sốt vào ha. Sau khi cho cái phần nước sốt vào thì các bạn cho ớt vào luôn nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần trứng cút vào đây. Cho thêm một ít hành lá nha. Mình sẽ chừa lại một ít hành lá các bạn, để lát nữa khi mà xong á mình rắc lên dĩa cho nó thơm. Rồi bây giờ các bạn chỉ cái việc là đun nhỏ lửa đến khi nào mà cái phần sốt này nó sền sệt đi, nó cạn đi là được. Nếu như bạn nào mà thích ăn cái món này với lại bánh mì á thì các bạn có thể cho thêm một ít cái bột năng vào đây, bột bắp chứ, để cho cái phần nước sốt của chúng ta nó sệt lại thì các bạn sẽ có cái phần nước các bạn chấm bánh mì. Còn nếu mà ăn cơm hoặc là nhậu không á thì khỏi cần nha các bạn, cứ đun cho nó cạn cạn là được. Để món ăn được thơm ngon hơn thì các bạn có thể rang thêm một ít mè trắng đó các bạn, để mình rắc lên trên cùng cho nó thơm. Không có mè cũng không sao, nhưng mà nếu mà các bạn có thêm ít mè thì ăn nó sẽ ngon hơn ha. Rồi xong xuôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng cút của mình vào dĩa. Rất là thơm các bạn ơi. Cho hết cái phần sốt vào đây ha. Ok, mình sẽ cho lên đây một ít hành lá nè, Ô sorry các bạn, nó bị ao nét rồi, mình chỉnh lại. Đó, mình sẽ cho lên đây một ít hành lá ha, và mè trắng, rắc lên một ít mè nữa. Ok, xong xuôi, đem ra uống lại bia thôi ha. Đó, và đây là cái món ăn chiều nay mà mình giới thiệu với tất cả các bạn. Trứng cút sốt chua ngọt, uống kèm với lại bia. Bạn nào ăn cái này với lại cơm cũng được, rất là ngon. Ok, bây giờ nếm thử xem nó như thế nào. Chua chua ngọt ngọt. Cái vỏ trứng cút bên ngoài ăn chiên đó các bạn, nó dai dai, cái lòng đỏ ăn nó béo béo thơm. Ngon ghê á, hãy trứng luôn nè. Uống thêm miếng bia nữa. Ok, hy vọng qua cái video này đã chia sẻ được với các bạn thêm một cái món ăn cơm cũng như là một món nhậu rất là ngon, đó chính là trứng cút sốt chua ngọt. Hy vọng các bạn sẽ thích cái món ăn này. Nếu như các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào về cái món trứng cút sốt chua ngọt này, có thể để lại bình luận bên dưới cái video, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.